Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch thành phố đang mở rộng thêm 27 khách sạn để tiếp nhận người nhập cảnh các chuyên gia đến Cách Ly có thu phí. Từ ngày 15 tháng 9 sẽ mở 4 đường bay quốc tế Việt Nam đến các quốc gia vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia, Lào. Dự kiến với khoảng 20.000 người nhập cảnh vào Việt Nam trong tháng 9 này, các khách sạn có nguyện vọng đăng ký người cách ly đều được trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, các trung tâm y tế quận huyện thẩm định, bảo đảm đủ mọi tiêu chí an toàn, mức thu phí dựa trên giá thuê phòng sẵn có của các khách sạn. Người có nhu cầu cách ly sẽ chủ động lựa đăng ký khách sạn phù hợp với giá cả và nhu cầu. Riêng các trung tâm cách ly tập trung của thành phố và các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý sẽ được Bộ Tài chính hướng dẫn mức giá thu phí.